Xin chào các bà các bé. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn các bé tô màu nàng công chúa lọ lem của chúng ta nhé. Nàng công chúa lọ lem của chúng ta hôm nay lại súng xính váy áo đi châu chơi đây nha. Một bộ váy màu xanh da trời tuyệt đẹp và một chiếc áo màu cam. Các bé hãy cùng tô cùng chị nhé. Trước tiên chị sẽ hướng dẫn các bé tô bên trong vạt của chiếc váy. Bên trong vạt của váy của làm bạch tuyết của chúng ta sẽ là màu vàng. Màu xanh nhạt cho chiếc váy xinh xắn. Chị sẽ không tô cái màu xanh da trời nữa mà chị sẽ tô màu xanh của lá cây để cho khác hẳn đi bộ váy của chú chúng ta rất đẹp. Găng tay của công chúa hôm nay sẽ là màu cam. Găng tay là một chiếc phụ kiện không thể thiếu cho những nàng công chúa kiều diễm của chúng ta. Các bé đừng quên nhé. Áo màu đỏ. Chúng ta dùng màu nước óng ánh để tô màu tóc và xước tóc và phụ kiện thì sẽ rất là đẹp. Vì khi mà lên ảnh thì chiếc bút màu nhũ này của chúng ta sẽ phát ra những óng ánh rất là đẹp, sang trọng. Hôm nay công chúa của chúng ta còn rất là lộ chiếc bút xinh xắn nữa cơ. Chúng ta sắp hoàn thành rồi không? Chị sẽ tô nốt phần da mặt là xong nhé. Xong rồi.
Xin chào, hẹn gặp lại các bé.